Cá cắn này. Cá cắn này. Đế á. Cũng to phết này ạ. Ủa mà nó nuốt chừng cái mồi chim. Lên bờ đi. Bảy lạng bảy tám lạng nhỉ. Anh em nhìn thấy có một chim mồi mềm à, nó nuốt muốn rớt vô trong bao tử luôn à. Nuốt xuống thế này cầm dây kéo ra cái này sao mà gỡ đây. Con đầu tiên của buổi chiều to hơn sáng nay. Câu hết ngày nay là mai làng không câu nữa. Anh em xem clip rõ thấy hấp dẫn thì đăng ký kênh nhé, ủng hộ mình nhá. Một hé đầu tiên của buổi chiều kết thúc clip đầu tiên nhé anh em, chào anh em nhé.